Bạn thân mến, hãy để cho người ta thấy sự khác biệt giữa người đã nhận lãnh tình yêu Giáng sinh là như thế nào. Hãy bày tỏ Chúa không chỉ qua đời sống tin kính mà còn là nếp sống yêu thương, quan tâm người khác. Cảm ơn Chúa vì tình yêu Giáng sinh, tình yêu tuyệt vời Ngài dành cho con. Xin giúp con bày tỏ tình yêu này mỗi ngày với tất cả anh chị em của con. Tiếp theo, chương trình chúng ta sẽ đến với tiết mục múa của Hội Thánh Đắc Lía, Chúa đến trong thế gian.